Nếu mà hồi mà cái lúc mà mình còn thắng, cái lúc mà mình vừa thắng thì mình thấy rất là vui, còn bây giờ thì sau khi xong rồi thấy nó cũng bình thường thôi, nó đã trải qua rồi thì nó đọng lại một chút tự hào ở đó là mình đã thắng rất là nhiều giải. À thì cũng khá là tự tin hơn về sức mạnh của bản thân mình ấy, vì bây giờ mình không phải là đội một đội Việt Nam nữa, mình là đội mạnh nhất Đông Nam Á rồi, đại diện cho một cả một khu vực lớn, là đội mạnh nhất cái khu vực lớn đấy nữa, thì là cảm thấy hoành tráng. Từ dùng cái từ gì mà nó dạng kiểu nó cũng kiểu hơi kinh kinh ấy, thấy mình kinh kinh ấy, đội mình cũng rất là mạnh nữa, thì đến với tâm thế là đến giải đấu với cái tâm thế là đội mạnh nhất một khu vực thì cũng tự tin hơn rất là nhiều. Thì kết thì sẽ là anh nghĩ là phần nhiều là về may mắn đấy, vì thực sự là tìm được những cái đồng đội mà hợp với nhau với lại khớp với nhau, vì kể cả kỹ năng lẫn chuyên môn phối hợp thì nó rất là khó, thì bọn em may mắn vì đã tìm được nhau và tất cả mọi người đều có tư duy tiến bộ khá là tốt, và có tư duy tiến bộ và đi tiến bộ rất là nhanh kể cả về mặt kỹ năng cá nhân tới phối hợp tập thể. Sức mạnh chính chắc là kỹ năng chuyên môn của em đã có đủ rồi, thì có hai yếu tố đó là sức mạnh, kỹ năng chuyên môn và sức mạnh tình bạn, bọn em đều đã đặt mắc cái đấy rồi, còn với kỹ năng chuyên môn đến đâu thì có thể đi được đến cái giải đấu đấy, đến đoạn đó. Cái flat này thì không có kiểu captain thực sự ấy, kiểu mọi người cũng không vote để bầu ra một người như vậy, nhưng mà để một cái vấn đề mà anh em ngồi nói chuyện với nhau thì tất cả mọi người đều rõ ràng cái vấn đề đó là ra giải quyết vấn đề, không ai có khúc mắc gì với nhau cả, thì không không cần phải có một người đứng giữa để kết nối khi mà tất cả mọi thứ rất mọi anh em đều có khả năng chia sẻ và nói chuyện rõ ràng. Chắc là đội tuyển FPX của Trung Quốc rồi, thì Trung Quốc là một cái dạng kiểu cường quốc về esports. Cũng khi mà đánh bại được một đội đối mặt hoặc là đánh bại được một đội, có khi là đánh bại được một đội Trung Quốc, thì mình sẽ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, cũng như là nói chung là họ đã là tier 1 của cái tựa game rồi, thì đối mặt với họ mình sẽ học rất là nhiều điều. Nên là mình cũng không hẳn không mạnh hơn hẳn họ đâu, chắc là cũng chỉ tầm 64 50 50 với các đội, kể từ đội khỏe tới yếu ấy. Chắc là nếu mà có hơn thì mình sẽ hơn họ sức mạnh tình bạn, sự gắn kết của cả một tập thể hơn hơn đó, chứ kỹ năng chuyên môn các thứ thì em nghĩ là tất cả các đội đều khá là tương đồng với nhau.